Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát quán như thật về nhãn xứ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, quán như thật về nhi tí thiện thân ý xứ chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, thì Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát quá như thật về sắc xứ, chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, quá như thật về thanh hương vị xúc pháp xứ, chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, thì Đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về nhãn giới chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về nhi tĩ thể thân ý giới chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật vẻ sắc giới chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật vẻ thanh hương vị xúc pháp giới chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về nhãn thức giới chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về nhi tĩ thể thân ý thức giới chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về nhãn xúc chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về nhi tĩ thể thân ý xúc chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau